tăng lên cái chiều dài góc phủ âm thanh của cái sân vườn của mình thì nó sẽ tiết kiệm về chi phí loa. Thì một cái loa này hôm nay nó sẽ tương đương với lại chào các bạn, thì hôm nay Vũ sẽ mở cho các bạn xem một cái dòng loa. Thì thường thường các bạn theo dõi trên cái kênh của mình đó thì đa phần các bạn thấy là mình giới thiệu về nghe nhạc nè, những cái bộ dàn nghe nhạc nè, xem phim, loa karaoke nè này nọ. Thì hôm nay thì mình sẽ cũng là một kênh mình thể review, mình nói tất tần tật cho các bạn thêm những cái dòng sản phẩm mà những cái hãng như Bose, rồi JBL, không phải là chỉ là Bose không, tất cả các hãng khác trên thị trường vẫn có những cái dòng loa này. Thì mỗi cái dòng loa nó sẽ có những cái đặc biệt cũng như cái đặc điểm cũng như là cái mục đích sử dụng khác nhau. Thì cái dòng loa này là hiện tại trước mặt mình đây là Speedbay 360B. Thì đây là một dòng loa 360 độ. Thì bây giờ mình sẽ khui cho các bạn, mình sẽ phân tích các bạn tại sao cái loa này và dùng để làm gì ha. Đấy. Đấy. Ok, mình sẽ khui các bạn cùng xem. Đây. Các bạn lưu ý trên hiện tại dòng này, những cái dòng này vẫn được gọi là dòng loa dự án thương mại. Các bạn có thể truy cập website của thiênvũ.com.vn. Các bạn có thể thấy trong cái mục danh mục đó tất cả những dòng loa mà chuyên về dự án thương mại rất là nhiều. Nó bao gồm là loa âm trần nè, loa treo tường nè, loa âm đất nè, là rất là nhiều loa. Thì đây là một trong một cái hạng mục loa, đó là loa âm đất. Thì cái dòng loa âm đất này thì để mình khui cho các bạn xem ha. Đây là cuốn catalog của hãng. Đây, và mình lấy tượng trưng của Bose. Đó. Và cái loa này mình cũng đã từng lắp cho khách hàng rồi. Một cái video các bạn có thể, nếu các bạn đã theo dõi kênh của mình á thì các bạn có thể thấy. Để mình bỏ cho nó gọn. Đây. Đây. Đơn giản các bạn, nó nhẹ hiệu à. Ok. Đây. Ok. Thì đây là dòng loa Bose 360B. Cái dòng loa này là chúng ta sẽ chôn ở dưới đất các bạn ha. Thì những cái dòng mà 360 này nó thuộc dạng là gọi là loa môi trường á. Thì những cái dòng loa này á thì nó sẽ được bố cục ở những cái sân vườn. Những cái sân vườn, ví dụ là những cái sân. Và nó sẽ rất tiết kiệm cho chủ đầu tư là cái phương án. Tại vì ví dụ các bạn thấy những cái dòng mà loa hộp, loa bút xeo mà chúng ta mà treo ở trên tường thì nó chỉ, thứ nhất là nó chỉ có một hướng thôi, thứ hai là nó có một cái đoạn đường đi nhất định và vừa phải. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng mà dòng loa mà 360 này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ tăng lên cái chiều dài góc phủ âm thanh của cái sân vườn của mình, thì nó sẽ tiết kiệm về chi phí loa. Thì một cái loa này hôm nay nó sẽ tương đương với lại một cặp loa bên hướng trái và một bên hướng phải. Đó, nó sẽ tăng độ rộng và nó sẽ đều hết cả không gian của mình. Thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh, các bạn thấy thấy là hãng có hướng dẫn cách bố trí, cách lắp đặt. Và những dòng loa này các bạn cực kỳ bền nha, có thể chịu được mưa nắng lâu ngày, mọi thứ là vẫn ngon lành không gì cả. Và mình đã lắp cho khách hàng đây 2-3 năm, nói chung là vẫn còn mới ken, chịu tải rất là tốt ở môi trường. Còn về phần kết cấu thì cái này hoàn toàn là nhựa cứng hết, nó không có bất kỳ một cái gì cả, nó chỉ có củ loa. Thì cái củ loa của cái dòng mà 360 này nó nằm ở phía trên đây nè mọi người. Đây, nó nằm ở phía trên này thôi, đơn giản như vậy thôi các bạn. Nhưng mà các bạn, một cái điểm rất là hay của cái dòng mà Bose chính là mà hiện tại là một số hãng khác họ đang cố gắng bắt chước Bose. Và tại sao Bose là được chọn nhiều trong những lĩnh vực này? Tại vì Bose các bạn thấy củ loa bé tí như thế này thôi, nếu mà các bạn nghe ở những âm lượng ở ngoài trời á, các bạn đi khoảng cách khoảng tầm 10 đến 15 mét, Bose có khả năng đánh những dải tầng thấp cực kỳ tốt. Và đó là sở trường của Bose luôn, là những âm bass các bạn nghe giống như tiếng súp vậy. Mình nôm na là mình nói như vậy cho các bạn dễ hình dung, giống như tôi nghe một tiếng súp, âm thanh rất là mềm mại. Chứ không phải, tại vì bình thường những củ loa nhỏ thế này á, nếu mà ở ngoài trời á, các bạn sẽ nghe bạch tiếng bass nó sẽ rất là khô khan và rất là gọn, nó rất là cứng. Nhưng mà với 360 này mình đã từng lắp thực tế và đã test cho khách hàng cũng như đã lắp rồi, và cái trải nghiệm của mình nó với những dòng này thì Bose nó đánh những dải tầng thấp rất là tốt các bạn. Công nhận đây là những cái dòng mà hãng Bose họ làm ra những cái dòng môi trường rất là tốt và rất là bền. Đó là lý do mà hãng Bose cũng tương đối là nổi tiếng là như vậy. Thật ra cái về sản phẩm họ ra thị trường rất là chất lượng. Đấy. Các bạn có thể truy cập vào trang web Thiên Vũ xem một số dòng loa. Thì đây là chỉ là dòng loa âm đất các bạn, có nhiều hãng khác nè, nó có toa rồi, nó có JBL nè, nó có monitor audio nè, rất là nhiều hãng, các bạn có thể tùy chọn. Còn ở đây thì mình đang ví dụ các bạn là về hãng Bose thôi. Tại vì
cái hãng này là được mình lắp nhiều nhất đó, nên mình review cho các bạn coi. Rồi những cái dòng loa này á thì các bạn biết là nó sẽ còn rất là nhiều dạng loa khác âm tường, thì cái loa này nó sẽ phù hợp với những khách hàng mà có những cái nhu cầu. Nó không giống như là loa karaoke, mà những cái loa này sản xuất ra nó đáp ứng cho những cái giải pháp, những cái tòa nhà, những cái resort, những cái căn hộ họ đang yêu cầu cái giải pháp như vậy. Thì những cái loa này là những cái loa đáp ứng cái ngành giải pháp đó các bạn ha, chứ nó không phải là cái loa karaoke mình chọn đâu. Bây giờ khách hàng các bạn thấy không, là bây giờ pro đã đưa vào trong gia đình rồi, thì bây giờ những cái resort, là những nhà, những căn biệt thự, những villa đã đầu tư những chiếc loa này ở sân vườn của mình rất là nhiều. Hiện tại cái loa này các bạn có thể đánh được von ha các bạn ha, thì giá của nó đâu đó là khoảng 9.3 triệu một cái, đó là giá niêm yết của hãng. Để biết mức giá thì tốt thì các bạn làm xây dựng công trình, các bạn muốn nhập những loa này để làm cho khách hàng, các bạn có thể liên hệ đến Thiên Vũ Audio. Thì những cái dòng loa này mình có thể lên cấu hình giùm cho các bạn, cũng như là mình có thể lắp đặt cho khách hàng, hoặc là những người thợ điện này nọ, các bạn có thể liên hệ bên mình sẽ tư vấn các bạn cách setup cho khách hàng, các bạn hãy tự lắp cho khách hàng của mình. Và những cái dòng này các bạn sẽ đi kèm với những ví dụ như là những cái âm ly đánh von như thế này, rất là cơ bản. Đây, những con này nhỏ nhỏ, những cà phê, những cái nhà hàng resort các bạn, những quán cà phê F&B á, thì chúng ta sử dụng những con âm ly này để đánh do, để đánh cho những cái quán cà phê nhỏ, mà những ai mà thích về bô, những khách hàng thích về bô, thì chúng ta sẽ có luôn cả FS2C nữa nè. Đây, FS2SE nè, lo hộp nè, lo âm trần đó. Vì con men này nó sẽ đáp ứng đủ hết. Thì ở đây chỉ là một con cơ bản thôi các bạn, tại vì con này thường thường là lắp ở cà phê nhiều, tại vì cà phê đánh khoảng tầm 4 con, 5 con, 6 con gì đó. Nhưng mà còn đối với những cái dòng mà đánh số lượng loa mà nhiều hơn như vậy thì các bạn nên chọn những cái size lớn hơn đó, nó có công suất lớn hơn đó. Ok, các bạn thấy hôm nay mình về hàng rất là nhiều đúng không các bạn? Bù không? Đó. Ở đây nhiều khách hàng cứ đến showroom Thiên Vũ là nói là Thiên Vũ chỉ bán bô không? Thật ra Thiên Vũ bán rất là nhiều hãng, nhưng mà tại vì mình về hàng về nhiều mà mình review bô nhiều nên khách hàng cũng làm cho ra về JBL và những hãng khác cũng đã làm rồi đó, rất là nhiều hãng. Ok, hôm nay là mình có một video ngắn như thế này để chia sẻ các bạn thêm biết thêm một số dòng loa thương mại mà mình là một đơn vị bán lẻ cho khách hàng người tiêu dùng cuối, thì đa phần các bạn sẽ biết những cái dòng sản phẩm kia thôi, còn những dòng này đa phần là những dự án, những công trình, những tòa nhà, các bạn đi vào những cái tòa nhà chung cư này nọ hay là trung tâm thương mại các bạn sẽ thấy đó, để cho mọi người biết hơn về những dòng loa như thế này. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên bấm like và chia sẻ. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.